Vậy 1, 2, 3, diễn. 1, 2, 3, lại đi. Dạ 1, 2, 3, diễn. Em ơi, anh nghĩ tối nay anh uống xong rồi. Sao vậy anh? Không biết sao, anh thấy anh yếu trong người quá à. Anh à, đây đi, anh trần trối với em một vài đi. Anh á, nếu mà anh có chuyện gì đó thì á, anh nó có tiền bảo hiểm á, 2 triệu của anh với tiền trong công ty nó đưa đó. Anh phải sống tốt nha. Thôi, không có anh em không sống được đâu. Không sao, có tiền em sẽ sống được. Lúc đó về Việt Nam á, sửa sắc đẹp cho nó đẹp đẹp. Rồi kiếm tầng nào mà đẹp trai hơn anh. Sức khỏe nó tốt hơn anh đi chơi đừng. Để cái thằng mà nó yếu, yếu sinh lý giống như anh. Thôi, nó không xong rồi. Đừng có chết mà. Nè, trước khi anh chết chứ, này giúp anh chuyện được không? Chuyện gì? Anh nói chuyện gì em cũng có thể làm cho anh được. Có thể cho anh cứu được không? S.O.S. 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 S.O.S.